Vâng, một vài những cái bài tập để giúp cho chúng ta có thể tự vệ như vậy thì hy vọng rằng cũng giúp cho chị em phụ nữ, và có lẽ là không chỉ chị em phụ nữ đâu đúng không ạ, mà rất là nhiều người cũng sẽ có thêm một vài những kinh nghiệm chẳng may khi mà đi ra đường chúng ta gặp phải những cái mối nguy hiểm thì chúng ta cũng sẽ biết cách thoát thân đầu tiên. Và trong mọi tình huống thì điều đầu tiên cần phải là sự bình tĩnh, làm mát cái đầu của mình cái đã. Mà em nghĩ thôi thì bỏ qua cái chuyện làm mát một cách nào đi, mùa hè này làm mát dễ lắm, ăn cái gì đó lạnh lạnh là đủ làm mát rồi. Vâng, trong những ngày vừa rồi thì thật ra là Hương Quỳnh phát hiện ra một điều, khi mà Hà Nội bắt đầu các hoàng quán được mở lại thì cái hàng đông nhất đấy chính là hàng kem ở trên em cái hàng mua kem hai hộp kem Trang Tiền về nhà. Chưa bao giờ đông đến như vậy, và chưa bao giờ mọi người cảm giác là ăn kem là một cái kiểu, tức là một cái sự mát lạnh kiểu đến tận từng cơ quan trong cơ thể, và chưa bao giờ cảm thấy là nó sung sướng tuyệt độ đến như thế, đúng không ạ? Thì sao? Em thì thấy là ngon đến độ mà chị Nguyên mang cả hộp kem lên trường quay để mọi người thưởng thức ạ. Dạ cảm ơn, một lần thôi em không phải nói ý đó là chị mời lần hai đâu thở nha. Đó là tại vì chúng ta mừng vì một cái ngày Hà Nội trở lại với là ngày vui của ngày làm báo thôi, chứ không có phải là có ý là chị thương cảm em, cho nên lần nào em có thể nói vậy là chị mời em kem lần hai lần ba đâu em ạ. Chị với cả Quyên mua kem rồi, em thì có mua kem không hay em tự làm? Em là một người rất là thích thưởng thức những cái đồ ăn, đặc biệt là kem, thì bởi vì mùa hè thì mình thấy rằng rất là nóng nực rồi, mà khi mà chúng ta ăn được những cái que kem thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà kem thì chúng ta cũng có thể làm tại nhà chứ không phải là chúng ta đi mua đâu, đúng không? Vậy là thường Thảo có thể làm kem gì Thảo? Dạ em làm kem chuối. Thảo làm kem chuối, chị lại làm kem chuối rất dở. Không biết là kem chuối làm sao ta. Làm kem chuối chắc là Thảo làm kem chuối cho mẹ ăn đúng không? Thảo ơi, Thảo khéo lắm đúng không? Chị thấy nãy giờ trong hai chị ở đây là Thảo là người dịu dàng nhất, có lẽ là Thảo là một bàn tay nội trợ vàng trong nhà đúng không? Dạ nếu như mà các chị cũng như là mọi người ở trong kênh chín không có ngại thì em sẽ đảm đang khéo léo, em sẽ làm kem chuối dành cho mọi người ăn ạ. Chị sẵn sàng. Chị cũng sẵn sàng. Dạ bởi vì kem chuối thì em thấy cũng khá là đơn giản để chúng ta có thể là áp dụng cho gia đình. Nguyên liệu thì chỉ cần chuối chúng ta ép dập vào, xong rồi đó Phương Thảo nhớ là có sữa, có nước cốt dừa, có đậu phụng và có những cái sợi dừa bào, sợi á, thì chúng ta rắc lên ngon lắm. Nghe như thế thì chị vẫn thấy là ngon, nhưng mà phải ăn được ăn ý thì nó mới ngon cơ mà. Phải là do Thảo làm thì cái hương vị nó mới đặc biệt. Mà hình như chị cảm giác là Thảo lâu ngày không làm cho nên Thảo nói là em nhớ là, nên chị nghĩ là để mà mình có thể chắc chắn á thì chị nghĩ là em nên làm luôn thực tế luôn á. Đúng rồi, bởi vì là đôi khi á mình làm sẽ có những cái mẹo nhỏ phía sau nữa, và em sẽ cố gắng em thực hành và em sẽ làm cho mọi người ăn, và quý vị khán giả cũng có thể là áp dụng cho gia đình của mình nữa. Bởi vì Phương Thảo thấy rằng Phương Thảo chỉ biết làm kem chuối thôi, nhưng còn có nhiều loại kem khác, ví dụ như là kem dưa hấu hoặc là kem những loại vani hoặc là kem xoài thì Phương Thảo cũng chưa bao giờ làm thử, nhưng mà thấy rằng mọi người cũng hay áp dụng tại nhà, đặc biệt là với những người nào độc thân á. Thật ra những người độc thân thì thường sẽ có xu hướng là đi ra ngoài ăn một que kem là cảm thấy vui rồi. Chứ chỉ có những người có gia đình thì mới muốn là mang lại đảm bảo sức khỏe cho gia đình, cho người thân này, cho con cái thì mới phải đi. Đúng rồi, hay thích được gọi là người phụ nữ đảm đang thì mới tự làm ở nhà thôi. Chứ còn đâu những cái người độc thân thì nhanh lắm ra hàng mua 10 que ăn thoải mái cả tuần. Nhưng mà nếu như vậy thì em cũng sẽ nghĩ rằng mọi người đôi khi mình phải tập đảm đang khéo léo đi. Em sẽ cố gắng làm kem chuối mang lên cho mọi người ăn, và sau đó là mọi người có thể là học hỏi em để có thể là mình làm những cái món ngon đó dành cho mọi người xung quanh chẳng hạn. Chứ hay là nếu như trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng giới thiệu kem chuối làm tại nhà như thế nào để quý vị và các bạn theo dõi chương trình hiểu rõ hơn cách làm. Bên cạnh đó là chị Hồng Quyên, và chị cũng sẽ biết được cách làm của nó ra sao ạ. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Với những trái chuối chín thơm ngon, để biến hóa thành món ăn mùa hè không hề khó. Chỉ cần nguyên liệu như dừa, sữa tươi, sữa đặc, bột năng, khéo léo kết hợp, chúng ta có thể có món kem chuối giải nhiệt đúng chuẩn. Bước đầu tiên, sơ chế các nguyên liệu với dừa tươi được bào thành sợi nhỏ, chuối chín được lột vỏ. Tiếp theo là phần chế biến kem đi kèm. Bằng cách đun sôi phần nước cốt dừa với lượng vừa ăn, cho thêm sữa đặc, đường để tạo vị ngọt béo. Phần bột năng hòa chung với đường được cho từ từ vào phần nước cốt dừa đang đun để tạo độ kết dính.
Sau khi hỗn hợp kem đã được đun sôi để nguội, chúng ta mới tiến hành cho sữa tươi vào để đảm bảo giữ được hương vị, cũng như tránh việc cho sữa tươi vào cốt dừa nóng gây ra các tác hại không tốt cho sức khỏe. Cuối cùng là chuẩn bị khuôn kem. Cho lần lượt sợi dừa tươi, chuối đã lột vỏ, đổ phần kem lên phía trên và để trong tủ lạnh trong khoảng 1 ngày. Như vậy là món kem chuối đã hoàn thành, chỉ cần cắt mỏng là có thể thưởng thức vị kem chuối thơm ngon mát lạnh, kết hợp với sữa béo ngậy chắc chắn sẽ là món ăn giải nhiệt không thể bỏ qua. Vâng, có rất là nhiều. Theo dõi rồi thì có biết cách làm chưa ạ? Chị xem thì chị thấy là cũng không quá khó, nhưng mà với chị thì chị nghĩ là đi ra ngoài mua một cái cây kem ăn nó vẫn ngon hơn so với việc tự làm ở nhà, mà không biết là bàn tay mình có đủ khéo léo đảm đang như là Thảo để mà có một món kem chuối ngon để ăn không ấy. Và đặc biệt ví dụ quý vị có ăn kem á, mà người nào nấu cho quý vị ăn, hoặc là ví dụ như người nào có mang kem tới cho quý vị và các bạn á, mà người đó tên Thảo thì đừng có cho ngồi gần cái vườn mai, giống như là Thảo ở đây mà mặc áo bông mai đó quý vị, thẳng may lắm quý vị thấy không. Nãy giờ nói thật ra cuối cùng cũng chưa chắc là đã nấu kem cho các chị em ăn, mà nhiều khi tới nhắc tới kem còn chả nhớ tên nữa chị nhỉ. Đúng rồi, thế nên là thôi, chúng ta phải gọi là tự trông chờ vào bản thân thôi, chứ mong chờ người khác nhiều rồi lại thất vọng nhiều thôi. Đúng, nhưng mà hy vọng là qua những cái phóng sự vừa rồi để giúp cho quý vị cũng đã có thêm một cái cách thức giúp cho gia đình mình có một cái món ăn vừa ngon vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đúng không ạ? Và hy vọng là món kem chuối trong những ngày hè này cũng sẽ giúp cho gia đình của chúng ta cũng có thể gắn kết nhiều hơn. Và đến đây thì thời lượng dành cho livestream trên nền tảng Facebook của kênh VTC9 cũng xin được khép lại. Chương trình Nói Về Cuộc Sống của chúng tôi vẫn còn rất là nhiều những thông tin nữa đằng sau này, mà nếu như quý vị vẫn yêu quý những MC của chương trình, yêu quý những thông tin mà VTC9 mang lại vào mỗi buổi chiều, thì hãy tiếp tục bật TV trên màn hình nhỏ để có thể đồng hành cùng với chúng tôi.